Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương đã tổ chức buổi trao số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đến Công đoàn Bộ Công Thương. Sau 4 ngày phát động, tính đến 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, số tài khoản của Công đoàn Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường đã nhận được tổng số tiền 1,842 tỷ đồng từ Cục Quản lý thị trường các địa phương và rất nhiều cá nhân. Bên cạnh tiền mặt, Công đoàn Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường cũng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quyên góp ủng hộ từ các cục quản lý thị trường cũng như các cá nhân. Trị giá hàng quyên góp ước tính gần 500 triệu đồng, chủ yếu là nước sạch, thuốc, sữa, mì tôm, rau xanh. Đây là những mặt hàng vô cùng thiết yếu đối với đồng bào vùng lũ. Tổng cục Quản lý thị trường đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng đến Công đoàn Bộ Công Thương và thông qua Công đoàn Bộ, số tiền sẽ được gửi đến hỗ trợ bà con các tỉnh thành phía Bắc đã và đang chịu ảnh hưởng từ bão lũ. Số tiền còn lại, Tổng cục sẽ dùng để hỗ trợ một số cục quản lý thị trường và gia đình các công chức, người lao động chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.